Xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú và các bạn. Đây mình có đậu xanh mới vừa nấu xong nè, mình xay nhuyễn rồi ha. Giờ mình chuẩn bị làm bánh da lợn nha cả nhà. Bánh da lợn với bột gạo và bột năng. Mình có đường, có cúc dừa nha cả nhà, và nước lá dứa. Rồi bây giờ mình sẽ cân nha. Nguyên liệu của mình hôm nay chỉ có vậy thôi nha cả nhà. Chỉ là đường, nước cốt dừa, bột và đậu xanh. Mình làm hai màu. Để xuống đây. Cho 80 g đường. Đây là đường ha. 80 g. Rồi, 80 g đường. Mình sẽ cho 200 ml nước cốt dừa. Nghĩa là nửa lon này. Tủ lạnh qua đêm nó bị nóng lại cho nên giờ mình phải lọc mình phải quậy lại. Đây 150 ha, 150, rồi 150 lá dứa. Rồi nhưng mình sẽ quậy đều cái này lên, quậy đều lên để mình được cái hỗn hợp màu xanh. Cho hết nó ra tô, nó nhuyễn nhừ luôn cả nhà. Mấy cái bánh này chỉ có cuối tuần. Đây cái nước cốt dừa đây, mình sẽ cho vô 250 nước cốt dừa. Rồi mình sẽ bấm cái cân của mình lại số 0, mình sẽ cho 90 g đường. À, 75 g bột năng. Rồi bột năng để cho một chút xíu bột gạo. Đây là bột gạo nè, mình cần 15 g bột gạo, có nghĩa là khoảng một muỗng canh đó cả nhà. Một muỗng canh. Rồi 15 g, 95 với 15. Rồi đủ rồi. Đối với mình vậy thì là vừa nha cả nhà. Vậy là ngọt vừa rồi, mình không có cần phải thêm nữa. Nãy cái này là 90 g được. Cả nhà thấy không, đậu xanh mà mình xay nhuyễn đó thì cái hỗn hợp nó ra nó rất là mịn đẹp như vậy nha. Đó rồi nếu mà ai thích màu vàng thì cho một giọt màu vàng vô lúc này trong đây thì bánh nó sẽ ra rất là đẹp, nhưng mà mình thì khỏi đi, không cần. Rồi bây giờ cái đây là cái hỗn hợp màu xanh của mình ha cả nhà. Đó xong ha, mình để đây cho bột nó nở, và đây là cái hỗn hợp màu vàng đó. Trong lúc hồi nãy mình quậy nè, bây giờ mình thấy nó, nếu mà cả nhà thấy mà đặc quá đó thì cả nhà có thể thêm một tí xíu nước nha. Đó còn nếu ai thích béo hơn thì có thể cho thêm tí xíu nước cốt dừa cũng được. Đó này của mình vậy là mình thấy nó cũng hơi đặc đặc một tí xíu, nhưng mà mình thích cái lớp đậu xanh này nó hơi cứng cứng một tí xíu đó, cứng cứng dẻo dẻo đó cả nhà. Đó cho nên thì là mình để như vậy. Còn cái lớp này là cái lớp lá dứa. Đây, giờ mình sẽ đợi cho bột nó nở chừng khoảng nửa tiếng, sau đó mình sẽ mang đi hấp nha cả nhà. Hấp từng lớp một á. Đó, bây giờ nó bị nhiễu nước xuống cho nên là mình thấm bỏ. Đó, bây giờ mình sẽ đổ bột vô nha cả nhà. Để hấp á. Rồi mình sẽ cho cái màu xanh trước. Mình cho 2 giá. Hai giá của nó phủ hết cái khuôn không? Cái bột màu xanh nó đặc thì mình cho tiếp cái 2 giá tiếp vô. Tại vì cái nào mình cũng làm 2 giá đó, thì mình cho 2 giá đậu xanh vô. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Rồi chừng nào nó chín thì mình đổ tiếp màu xanh. Đậu xanh nó đặc rồi đó cả nhà. Nhưng mà nó bị nhiễu miếng nước xuống, mình thấm miếng nước chỗ này nha. Rồi,
Đấy. Xong mình sẽ cho tiếp cái lá dứa lên. 2 muỗng ha. 1 muỗng. 2 muỗng. Rồi, đậy nắp lại. Nó đặt rồi đó cả nhà, màu xanh đó cả nhà thấy không, đặt rồi đó. Cho tiếp cái đậu vô. Một giá nữa. Rồi, nó sẽ tự động nó chạy đều ra ha cả nhà ha. Đó. Xong, đóng lại. Không đầy 5 phút nữa là nó chín cả nhà. Rồi, bây giờ mình nãy giờ đổ cũng nhiều lớp lắm rồi đó cả nhà, cho nên là bây giờ mình còn cái lớp cuối cùng này ở dưới ha. Cho lên. Rồi. Nhưng mà bây giờ nó còn dư chút xíu. Mình không có đổ hết đâu, nó dày lắm cả nhà, mình phải đợi cho nó chín xong rồi mình cho vô. Chín rồi nha cả nhà. Hồi nãy còn lớp cuối cùng á là nó nhiều đậu xả, nhiều lớp lá dứa đó. Đầy vừa đầy khuôn luôn cả nhà, đầy cái này luôn nè. Đó. Chín rồi, bây giờ mình lấy ra, mình chưa có lấy ra khỏi khuôn tại nó còn nóng lắm, nó còn mềm á cả nhà. Mình phải để cho nguội thiệt nguội, nhưng mà mình sẽ cho cả nhà coi sơ sơ nè. Đó, cái khuôn này mình có thay chút xíu dầu cho nên nó không có dính gì hết á. Để nguội xong rồi mình lấy ra mình review tiếp nha. Đây nè. Nè ơi, đây nè. Cái bánh da lợn nè cả nhà. Bây giờ nó nguội rồi nha. Bây giờ mình mới lấy nó ra. Dùng cái dĩa ha, mình đắp. Mình úp ngược lại. Rồi, xong rồi cái nó ra liền, tại vì khuôn silicone đó mình có thay dầu á cho nên nó không có dính. Rồi. Đây. Cả nhà thấy có đẹp không? Cái bánh mẹ Lina làm có đẹp không cả nhà? Đẹp không? Lina thấy bánh đẹp không? Đẹp không? À, ba đang bị chết. Cho ba gửi cái khuôn giùm luôn. Này. Ừ, để mẹ gửi cho. Đó. Bánh đó. Đấy cả nhà. Đó. Mới vừa lấy ra khỏi khuôn luôn. Quá trời đẹp luôn nè cả nhà. Thấy không? Trời ở ngoài đang mưa râm ri rỉ rả nữa nè. Cả nhà thấy bánh có đẹp không? Bữa nay mình đổ cả chục lớp á. 2 4 6 8 10 9 chục lớp. Mình ta nhúng dầu vô cái dao. Hoặc là bọc cái bọc á. Thấy không? Cái lớp đậu xanh với cái lớp da lợn bột không á. Nè, đây, bỏ vô đây. Dẻo quá trời dẻo luôn. Thử miếng nha. Quá trời ngon luôn. Ngon không con? Thì quay Lina đang ăn kìa. Nè. Mình làm trước á, cái mình bọc lại như vậy nè cả nhà, mình bỏ tủ đá, mình để dành khi nào mình muốn ăn á, mình đem ra tủ lạnh trước một đêm rồi cái đầu mình chỉ bỏ vô lò vi sóng mình hâm lại thôi là nó ăn ngon như mới nha cả nhà. Tại vì nhiều khi mình có công chuyện rồi này kia mình không có mỗi lần mỗi làm được, cái mình bỏ tủ đá để dành này vậy nè. Đó, lâu lâu mình thèm cái mình lấy ra mình ăn rất là ngon. Các bạn nếu mà xem video có thích thì like, chia sẻ, mình xin cảm ơn nha. Và cái phần công thức bánh thì mình sẽ ghi lại trong phần mô tả nha, nếu mà ai muốn làm theo công thức của mình. Xin cảm ơn cả nhà, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.